Vlog Cuộc Sống Malaysia. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã sub kênh của Phương ha. Hôm nay Phương chia sẻ với cả nhà cách thụ phấn cho dưa lưới, rồi cắt tỉa cành, cắt ngọn, rồi chăm sóc như thế nào từ lúc cây bắt đầu có trái ha. Thì Phương trồng qua cây dưa lưới á, như thế nào á thì Phương chia sẻ lại cho những bạn mà mới tập trồng dưa thì các bạn cùng tập trồng với Phương ha. Nay á, dưa lưới của Phương được 22 ngày từ lúc trồng ra thì bắt đầu thụ phấn ha. Thì mình sẽ hái cái hoa đực này, mình ngắt hết bỏ cánh, sau đó mình lấy cái nhụy hoa đực mình chấm vô cái nhụy hoa cái như thế này là mình thụ phấn. Tại vì nhiều bạn chưa biết cách thụ phấn á, cứ hỏi Phương á, thì mình thụ phấn như thế này nha cả nhà. Thường thì cái hoa đực nó nằm ở trong thân, còn cái hoa cái thì nó nằm ở ngoài nhánh như thế này. Thì cái nhánh của trái á, mình đếm từ trong trái ra là một lá, hai lá, mình cắt cái ngọn này mình bỏ nha cả nhà, để dinh dưỡng vô nuôi trái. Thường thì có nhiều ong bướm á, ong bướm nó sẽ thụ phấn giùm cho mình ha. Còn nếu như mà mình muốn chắc ăn á thì mình tự tay thụ phấn. Sáng sớm bắt đầu hoa nở thì mình ra mình thụ phấn cho trái ha. Sau khi thụ phấn vài ngày á thì bắt đầu mình bổ sung phân cho cây nha cả nhà. Thì mình trồng dưa lưới nè, nói chung là mình trồng cây gì cũng vậy, mình bón phân định kỳ ha. 5 ngày đến 1 tuần thì mình bón cho cây một lần. Thì dưa lưới này trong giai đoạn mình thụ phấn á, nó hút dinh dưỡng rất là nhiều nha cả nhà. Cho nên là mình thường xuyên kiểm tra để mình bổ sung phân cho nó ha. Chẳng hạn như mình bón phân định kỳ mà chưa có tới ngày á mà cái trái dưa nó bị méo á thì mình phải bổ sung phân liền để cho trái dưa nó lớn ha. Hôm nay á, thụ phấn sau vài ngày, bây giờ Phương bắt đầu bón phân cho dưa nè. Thì ở đây Phương dùng là phân đạm cá, phân gà, phân NPK. Phương trồng dưới lưới cái thùng xốp này dạng thùng xốp rung ha. Phương trồng một thùng là 2 cây, còn cái thùng nhỏ thì Phương sẽ trồng là 1 cây. Thì một thùng như thế này á, Phương tưới từ 3 đến 4 lít nước nha cả nhà. Cái thùng nhỏ hơn thì mình tưới cái dạng ít hơn, thì mình tưới mình thấy nó ngấm đều vô trong đất á, nó không có chảy ra bên ngoài là được ha. Trái mình thụ phấn thì sau khoảng 5 ngày đến 6 ngày cả nhà thì bắt đầu mình cắt tỉa ha. Mình chọn những cái trái mà không có được đẹp, không có tròn á cả nhà, thì mình sẽ cắt bỏ. Một cây mình chỉ giữ lại là 1 trái hoặc 2 trái. Đây là vôi nông nghiệp Phương trộn nước sền sệt. Thì mình cắt tỉa cho cây xong á, mình chấm cái vôi này lên để mình khử trùng vết thương cho cây nó mau lành ha. Khi mà mình muốn cắt tỉa cho cây á, mình phải lựa cái ngày trời nắng nóng mình cắt tỉa ha. Sau đó mình khử trùng vết thương thì vết thương sẽ mau lành hơn, chứ mà trời mưa á, là nó khó lành lắm cả nhà. Cây á, mình chỉ giữ lại được 1 trái, nhiều nhất là 2 trái ha. Nếu mà 2 trái mà trái trên trái dưới mà nó đều nhau, nó lớn, nó to đều nhau cả nhà, thì mình có thể giữ lại 2 trái đó ha. Vì cây mà nó nuôi nhiều trái cả nhà, nó rất là mất sức. Mình chăm sóc không có kỹ lưỡng là trái nó sẽ không được to ha. Cho nên là mình muốn chất lượng tốt nhất là mình để 1 trái thôi. Hôm nay á, dưa thụ khoảng từ 7 đến 8 ngày cả nhà. Thì trái dưa nó bự cỡ này, mình có thể cắt tỉa hết những cái nhánh còn lại với lại cái ngọn của nó luôn ha. Mình cắt tỉa hết những cái nhánh còn lại với lại cái ngọn á, để cho dinh dưỡng nó vô trong trái cả nhà, nó nuôi trái cho trái nhanh lớn ha. Đây Phương cắt cái ngọn nè. Cắt xong rồi á thì mình chấm vôi vô liền ha, để cho cái vết thương nó mau lành. Cái dưa lưới này á, nó rất là dễ bị nấm bệnh. Nếu mà vết thương mà không có sát trùng kỹ á, nó sẽ bị dễ bị nấm bệnh, nó thối vô trong thân á cả nhà. Cho nên là khi mà mình cắt tỉa xong á, mình khử trùng vết thương cho sạch sẽ. Hôm nay dưa thụ từ 8 ngày rồi xuống cả nhà. Thì Phương kiểm tra, hôm nay Phương phát hiện có 1 trái nó bị méo. Dưa thụ từ 8 ngày rồi xuống cả nhà. Hôm nay Phương phát hiện cái trái này nó bị méo nè, méo sẹo, nó nhọn đít luôn cả nhà. Thì Phương sẽ khắc phục và chia sẻ với cả nhà cách khắc phục như thế nào ha. Dưa trong cái giai đoạn mà mình thụ phấn như thế này á, thì nó hút dinh dưỡng, nó lớn rất là nhanh nha cả nhà. Nếu mà dinh dưỡng mà thiếu hụt dinh dưỡng á, thì trái nó sẽ bị méo nè, bị nhỏ hoài không lớn nè. Cho nên là mình kiểm tra thường xuyên mỗi ngày á, mình thấy trái nào mà nó bị méo với lại nó nhỏ hoài, nó không lớn á cả nhà, thì mình nên bổ sung phân liền cho cây ha. Dưa mình bón phân định kỳ á, cho nên là chưa có tới ngày bón phân mà mình phát hiện trái dưa nó bị méo á, thì cây dưa đó nó bị thiếu dinh dưỡng, mình pha phân mình tưới liền cho cái cây đó nha cả nhà. Thì Phương dùng là phân cá với lại phân NPK, Phương tưới cho cái cây dưa trái nó bị méo á. Đây là trái dưa nó hôm bữa nó bị méo á, Phương bón phân được 3 ngày thì nó tròn tỏa lợi nè cả nhà. Đó thì sau vài ngày nữa Phương sẽ cập nhật tiếp trái dưa này cho cả nhà xem ha. Đây là cái bột quả trứng gà nè cả nhà. Bột quả trứng gà thì nó có rất là nhiều canxi ha. Thì dưa sau mà mình thụ được 7-8 ngày á, mình bổ sung cái vỏ trứng gà này để cho cái trái dưa nó dày vỏ nè, nó không có dễ bị mà nứt tét á cả nhà.
Thì trong cái quá trình này á, dưa nó sẽ tạo lưới á, cho nên nó dễ bị nứt tét á. Mình bổ sung cái vỏ trứng gà này để có canxi á, cho trái nó dày vỏ, nó không dễ bị nứt tét ha. Thì cái bọc vỏ trứng gà này á, mình xay nhuyễn như thế này, mình có thể trộn vô trong đất nè, hoặc mình pha loãng nước mình tưới cho cây, hay là mình rải đều trên gốc như thế này vẫn được ha. Thì sau khi mà tỉa cành rồi tiễn trái đồ xong hết đó cả nhà, cắt ngọn, thì bây giờ mình bổ sung phân để cho cây nuôi trái ha. Đây phân bón phân á, thì trong cái phân này có phân gà nè, phân cá, phân NPK, phân humic. Trong cái giai đoạn này mình thúc phân á để cho trái nó lớn nha cả nhà. Chứ trái mà khi mà thụ xong khoảng 20 ngày á là trái bắt đầu nó lớn chậm rồi, nó không có lớn nhanh như là bây giờ ha. Cho nên là hiện tại bây giờ trái nó còn nhỏ, mình thúc phân á để cho trái nó nhanh lớn. Rồi mình kiểm tra thường xuyên á, trái nào mà nó đèo đẹt, nó bị méo nè, hay là nó chậm lớn nè, thì mình bón phân liền vô để cho trái nó căng tròn ha. Đây là trái dưa bị méo hôm bữa nè cả nhà. Thì phương bón phân á, sau 5 ngày thì nó tròn trở lại nè, rất là to luôn. Thì trái dưa này á, sau thụ là được 11 ngày hết cả nhà. Hôm bữa thụ được 5 ngày nó méo xẹo à, Phương tưởng đâu chuyến này chắc nó không lớn rồi. Đó cho nên là khi mà mình thụ phấn xong vài ngày á, thì mình cứ kiểm tra xem cái trái nào mà cái cây đó mà trái mà nó không to cả nhà, hoặc nó bị méo á, thì mình bón phân vô liền cho cây đó ha. Chắc là nó bị thiếu phân, thiếu dinh dưỡng á, cho nên là trái nó không lớn được, hay là nó bị méo, nó không đẹp á cả nhà. Thì cái giai đoạn này á, trái nó cần phân, cần dinh dưỡng, nó hút phân để nó lớn á cả nhà. Cho nên là cái giai đoạn này mình bón phân á, thì trái nó sẽ ăn phân nó lớn. Khi mà nó qua được mười mấy 20 ngày á, là bắt đầu nó sẽ chậm phát triển lại rồi. Thì trái mình thụ phấn sau 8 ngày á, thì mình bắt đầu bổ sung phân chuối trứng sữa nha cả nhà. Phân chuối trứng sữa thì nó sẽ bổ sung, nó giúp về cái phần mà cho trái ngon ngọt. Thì chiều nay á, Phương sẽ pha phân chuối trứng sữa để phân tưới cho dưa ha. Còn một phần nữa cả nhà, thì cây dưa nó cỡ này nè, nó rất là dễ bị nấm bệnh xâm nhập ha. Là nấm bệnh mà xâm nhập rồi á, nó sẽ bị dễ chết héo xanh đó cả nhà. Cho nên là trong cái thời gian này á, mình phun phòng nấm bệnh cho cây định kỳ ha. Hoặc mình tưới nấm trích cho đờ ma, mỗi tuần mình tưới một lần để cho cây dưa nó mạnh khỏe cả nhà, cho cái bộ lá của nó đẹp nữa, thì nó sẽ nuôi trái sẽ chất lượng hơn ha. Nói chung là Phương cũng vừa trồng vừa học hỏi với cả nhà, thì Phương biết cái gì á, Phương chia sẻ cho cả nhà cái đó ha. Chứ cô không chắc chắn là Phương trồng giỏi đó cả nhà, Phương trồng nó cũng chết lên chết xuống à. Thì trồng thất bại buồn lắm cả nhà, cho nên là Phương biết cái nào Phương chia sẻ cho cả nhà cái đó ha. Các bạn muốn biết thêm kinh nghiệm về trồng dưa thì các bạn cũng có thể lên trên mạng mình tìm hiểu thêm, hay là các bạn lên trên mấy cái trang Facebook mà người ta trồng dưa lưới á, mình lên đó mình học hỏi thêm anh chị trên đó ha. Phương cũng học hỏi thêm anh chị trên đó cả nhà, và anh chị cũng có chia sẻ này kia nọ thì mình cũng làm theo. Nhưng mà ngặt một cái là ở bên Phương á, nó không có đầy đủ những cái nguyên liệu thuốc men này nọ kia, phân bón này nọ kia để mình chăm sóc cho cây dưa, thì nói chung là nó hơi khó về cái phần này một chút. Nhiều khi anh chị chia sẻ cái thuốc mà trị sâu rầy hay là trị nấm bệnh này nọ kia, nhưng mà ở bên đây á, Phương tiệm Phương mua không có có. Ở bên đây đa số là mình phải tìm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, tại vì nó không có giống cái thuốc bên Việt Nam mình cả nhà, cho nên là nó hơi khó mua. Còn cái túi bọc trái nè, thì bọc trái cho dưa lưới các bạn nên chọn là 30 nhân cho 35 hoặc 36 nha cả nhà. Phương mua cái túi này là cái túi nhỏ, bọc được cỡ này thôi là nó chặt rồi. Còn cái cách mà mình treo trái thì các bạn cột dây như thế này ha. Đây các bạn mua cái dây mà dãy mềm như thế này nè, mình cột quá thì cái cuống trái nó không có bị mà bị trầy ha. Các bạn lòn dây qua cột giống y chang Phương như thế này nè thì được ha. Nhiều bạn không có biết cột á, cột nhiều khi nó bị gãy dây rồi nó bị đứt dây nữa cả nhà. Mình chỉ lòn dây qua như thế này, mình gút ở trên một cái gút rồi mình chừa một khoảng dải trên á, mình kéo lên mình cột lên trên, vậy là an toàn cho trái nó không có bị rớt á cả nhà. Cái này tạm thời là mình cột vậy thôi, mai mốt trái nó to lên nữa thì mình làm cái rọ mình treo thì nó sẽ an toàn hơn nữa ha. Còn cái phần này á, cây bị nứt thân xì mủ hay là ruồi vàng chết á, mình vệ sinh cái vết thương sạch sẽ rồi mình trộn vô với nước mình trét vô ha, vài ngày thì nó sẽ khô, nó sẽ lành cái vết thương. Buổi chiều mát à, Phương ra pha phân để tưới cho dưa ha. Thì hôm nay Phương tưới là phân chuối trứng sữa với lại phân cá. Thì dưa trái cỡ này á, mình bắt đầu bón phân chuối trứng sữa để tạo cái độ ngọt cho dưa ha. Đạm cá thì giúp trái tăng trưởng to tròn và căng mọng hơn ha. Thì trái sau khi mà hơn 20 ngày cả nhà, thì mình ngừng cái phân đạm, mình không bón phân đạm nữa ha. Tại vì phân đạm mình bón nhiều quá, sợ trời mưa trái nó bị nứt tét á cả nhà. Phân đạm mình chỉ bổ sung
Lúc trái nó còn nhỏ, nó đang tăng trưởng mà nó đang lớn cả nhà, thì mình bổ sung phân đạm ha. Khi mà trái mà phẳng hơn 20 ngày rồi á thì mình ngừng cái phân đạm, tại vì nhiều đạm quá nó căng quá cả nhà thì nó sẽ bị nứt ha. Còn cái phân chuối này á là mình có thể bón tới thu hoạch luôn nha cả nhà. Tới thu hoạch á thì còn vài ngày thu hoạch thì mình cắt phân cắt nước ha, để cho cái trái dưa nó tạo cái độ ngọt hơn. Phân NPK lại phân gà thì mình cũng bón bình thường, nhưng mà khoảng còn 20 ngày, 15-20 ngày nữa là mình thu hoạch á, thì mình sẽ ngừng phân hết nha cả nhà. Chỉ có phân chuối này á, là nói chung là phân chuối này là phân hữu cơ á, giúp tạo cái độ ngọt cho trái á, thì mình cứ bón bình thường, mình bón thường xuyên bình thường. Khi nào mà mình thu hoạch á thì mình ngừng vài ngày, cắt nước vài ngày để cho cái trái nó ngọt. Cái trái này nó bị méo nè cả nhà. Phương bón phân xem vài ngày coi nó có tròn lợi không. Với lại trái mà nó to rồi á thì mình tưới nước vừa đủ ha, mà đừng có tưới nhiều nước quá. Trời mà mưa thì mình không cần tưới luôn, tại vì trái mà nó to rồi á thì rất là dễ nứt ha. Cái dưa lưới này nói chung là nó cũng dễ nứt nữa cả nhà. Mình phải kiểm soát cái lượng nước với lại cái lượng phân đạm ha, để không thôi là nó bị nứt trái á. Ở đây thì Phương để một cây là hai trái, Phương để hai cây ha. Nếu mà cái trái mà trái trên trái dưới mà nó đều nhau cả nhà thì mình để hai trái luôn ha. Nó cũng hiếm lắm cả nhà, không phải cây nào mà nó lớn lượt hai trái đâu. Trồng mười mấy cây chỉ được chỉ có hai cây thôi, thì thấy hai trái nó đều nhau cho nên là Phương để thử nè. Mình cũng kiểm tra xem nếu mà hai trái mà nó lớn đều nhau á thì mình để, còn nếu như mà có một trái mà nó nhỏ hơn quá đó thì mình cắt bỏ nha cả nhà. Mình chỉ giữ lại một trái thôi. Đó thì cái giai đoạn mà của dưa lưới thụ phấn rồi đậu trái là tỉa cành, bón phân chăm sóc như thế nào á, Phương có chia sẻ qua hết cho cả nhà rồi ha. Phương chúc cho cả nhà thành công. Thì giống như là những bạn mà mới tập trồng giống như Phương nè, thì Phương vừa trồng, nói chung là vừa tập trồng vừa chia sẻ cả nhà. Thì Phương trồng như thế nào á thì Phương chia sẻ cho cả nhà y vậy luôn ha. Nếu mà cả nhà muốn biết nhiều hơn nữa thì cả nhà có thể đi tìm hiểu thêm ha. Tại vì Phương nói chung cũng có nhiều kinh nghiệm cả nhà. Phương cũng vẫn còn đang học hỏi thêm những anh chị mà có kinh nghiệm trồng dưa, thì anh chị chia sẻ thì Phương cũng có học thêm ha. Nói chung là anh chị có chia sẻ nhiều lắm cả nhà, nhưng mà ở bên đây á nó không có giống như Việt Nam mình á, cho nên là Phương không có đầy đủ những cái thứ mà để chăm sóc cho cây dưa, cho nên là trồng nói chung là cũng chưa có thành công gì mấy á. Giờ thì Phương trồng tới đâu á thì Phương chia sẻ cho cả nhà tới đó ha. Cả nhà ở Việt Nam thì cả nhà tham khảo thêm cách trồng dưa lưới như thế nào thì cả nhà tham khảo thêm ha. Cả nhà tham khảo có cái gì mà Phương trồng không có đúng á thì cả nhà cũng có thể chia sẻ lại với Phương ha, để Phương trồng thành công hơn. Nhiều bạn hỏi Phương là trồng cây dưa lưới này có dễ trồng hay không, thì đối với người khác sao Phương biết nha cả nhà, nhưng mà đối với Phương á thì nó rất là khó luôn. Phương trồng rất là nhiều cây nhưng mà cây dưa lưới này là Phương thấy là nó khó nhất trên đời này luôn á, là nó dễ bị nấm bệnh nè, rồi dễ bị bọ trĩ nè, bị tháng thư, trái lá gì, nói chung là nó bệnh nhiều bệnh lắm cả nhà. Mình phải chăm sóc rất là kỹ, mình phải đầy đủ những cái thứ mà mình chăm sóc cho cái dưa, thuốc men này kia rất là đầy đủ mới chăm sóc được cả nhà, chứ thôi nè rất là khó thành công á. Tại vì mà trồng mà cuối cùng mà sắp dưa sắp chín hay là dưa chưa có to chưa có gì là nó bị nấm, nó bị chết cây cả nhà, nó chết rồi, nó héo xanh nè. Bữa nay nó xanh tươi ha, mưa một cây mưa cái ầm xuống đây, qua ngày sau rồi nắng lên á là nó cũng chết rồi cả nhà. Nó khó khăn là vậy đó. Các bạn muốn trồng cây dưa lưới á thì các bạn tìm hiểu cho thật là kỹ ha, cách chăm sóc, cách gieo trồng như thế nào á mình phải theo dõi, mình xem cho kỹ rồi bắt đầu mình bắt đầu trồng ha. Thì đầu tiên là các bạn mua cái hạt F2, các bạn mua trái về ăn á, các bạn lấy cái hạt các bạn trồng trước ha, mình trồng để mình trải nghiệm, mình có kinh nghiệm rồi cả nhà mình mới mua hạt mình trồng ha. Tại vì cái hạt của nó người ta bán rất là đắt luôn. Là Phương hồi lúc trước Phương trồng hạt F2 không cả nhà, đây là lần này là Phương trồng hạt F1 là Phương mua trên mạng nè. Đó, Phương mua một hạt thì cũng khoảng mấy ca cả nhà, một hạt chắc khoảng 5-6 ca Việt Nam mình một hạt. Đó, Phương trồng thì Phương thấy hiện tại bây giờ thì cây cũng rất là đẹp, trái cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà nó hay bị là cái bệnh mà nứt thân xì mũ cả nhà. Tại vì đợt đó mưa rồi, mưa là nó bị nứt thân xì mũ. Thì nứt thân xì mũ Phương có chia sẻ, các bạn cứ vệ sinh lấy cái tăm á, mình khều cái vết thương của nó, mình khều cho sạch sẽ những cái mà lở lét bên trong cả nhà. Xong rồi bắt đầu mình trộn vôi với lại nước á, qua nông nghiệp á, sạch sạch á, rồi bắt đầu mình quét vô ha, mình quét vô cái vết thương á. Thì trời nắng lên á, vài ban ngày là cây nó sẽ lành cái vết thương ha. Nếu mà trời có mưa thì mình tìm cách mình che cái vết thương là cả nhà, đừng có cho nó ướt mưa. Khi trời nắng lên á thì vết thương nó sẽ lành ha. Ở đây cây dưa lưới này á nó rất là khó chăm, khó trồng cả nhà, cho nên là hôm nay á Phương muốn làm cái video này á là Phương muốn chia sẻ đến tất cả mọi người ha. Những bạn mà
đang trồng cây dưa lưới mà chưa biết cách chăm sóc nè, hay là các bạn muốn muốn trồng, rất là thích trồng cây dưa lưới mà các bạn chưa biết cách trồng, các bạn còn phân vân là chưa không biết trồng ra sao này cái nọ đó, thì Phương làm cái video này để Phương chia sẻ cho tất cả mọi người ha, để mọi người xem rồi cả nhà, nói chung là Phương cũng học hỏi để Phương chia sẻ đó, thì cả nhà xem rồi cả nhà cùng học hỏi với Phương rồi cả nhà trồng. Phương chúc cho cả nhà thành công ha. Thì video của Phương hôm nay đến đây á nó cũng dài cả nhà, Phương sẽ kết thúc video tại đây ha. Thì cả nhà muốn biết cái dưa lưới của Phương á nó phát triển và nó chín như thế nào á, thì Phương sẽ cập nhật tiếp cái video mới cho cả nhà xem ha. Cả nhà nhớ theo dõi Phương và đăng ký kênh, Phương sẽ cập nhật tiếp video về cái dưa lưới này cho cả nhà xem ha. Thì video của Phương hôm nay đến đây á Phương xin kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video của Phương. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn á luôn được nhiều sức khỏe nè và luôn thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị và các bạn xem video của Phương á, thấy video của Phương có hay có thích thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà và hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.